chú. Ủa sao chú không tập tành gì đi, đứng đi buồn heo vậy? Chú cũng muốn làm lắm con, nhưng mà thật sự bây giờ sao vậy? Sức của mình làm sao nổi con, không có ai hướng dẫn thì khổ lắm, mà thiếu đủ thứ cái hết. Nói thật lòng là chú không biết chú có sai lầm khi mà chú nghĩ chú đang làm cái chuyện này hay không. Trời đất ơi, bây giờ chú làm cái gì của chú là đúng, tại chú muốn tập cái tiếng trống mê linh để gửi đến cho mẹ chú, cái điều đó là đúng chứ đâu phải sai đâu. Chú nhìn coi ai tới kìa. À, không phải trời đất ơi, ai tụi bay ở đây làm gì vậy? Biết ai không? Tụi bay nhìn con mặc đồ về biết không? Biết ai vậy? Cúc Cu không? Hà Linh. Hà Linh là bây giờ cho nó cúc cu hồi nhỏ. Chú Bảy nhìn con để đâu nè? Chú Bảy biết con đóng vai gì không nè? Biết chứ sao không biết. Tụi bay tính hát tiếng trống mê linh phải không? Dạ. Hay quá vậy. Thấy biết rồi. Chú Bảy biết sao không? Tại vì năm nay cũng là kỷ niệm 40 năm đám giỗ của bố mẹ con, thì con làm con cũng muốn ôn lại kỷ niệm thôi. Vậy chú Bảy đóng một vai với tụi con chú Bảy ha. Vậy hả? Dạ. Đóng vai với tụi con không? Được. Hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Dạ dạ. Thay tao đi thay đồ. Mà biết đóng vai gì không? Tao biết. Vậy vậy. Mà đặt. Không, cái vai Mã Tắc là ông bậy đó, đóng cái vai đó để đời rồi. Ừ, bây giờ mình đừng có đóng lại cái vai đó, vai mình khác. Đóng cái vai khác nó mới hấp dẫn chứ. Trời ơi, vai khác thật đâu có tuột. Con nhắc nhỏ. Con trời ơi, kể đi, dạ, mình thử đi. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ, dạ. Đứng yên, đứng yên. Còn cãi lời ta, tháo khăn bịt mắt, ta khuyết mắt người đó. Dạ, dạ, dạ. Dân Nam ta thà chết chứ không chịu nhục. Còn các ngươi can đảm chịu nhục nhưng rất sợ chết, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng quá. Dạ bây giờ mấy ngài nói cái gì cũng đúng hết trơn hết trọi à. Dạ chủ tướng rộng lượng tha chết cho tôi, nhưng mà các ngài còn dẫn tôi, rồi cái các ngài nói là tôi bỏ chạy, các ngài giết tôi đi, vậy có phải là uổng cho cái thân kiến rồi của tôi không? Dạ thương tôi nhờ, ghét tôi chịu. Dạ dạ ngài nói sao ạ? Dạ, dạ, dạ ngài nói sao? Ôi da, trời ơi, trời ơi. Ê, chăm lại các ngài, ngàn lại các ngài. Ôi da, tao nói mày là cái thằng đi đứng cái kiểu gì vậy? Dạ đâu. Bụ đuôi hả? Dạ không có đuôi. Ông còn sống không? Gì? Nè, tôi kỵ cái chữ đó nghe chưa? Không phải, tại vì á ngài bị Trưng Trắc bắt rồi, tôi nghĩ là quân của Trưng Trắc giết ngài rồi chứ. Mà ngài mà bị giết rồi chết tôi đi chứ. Tại vì á hồi đó giờ tôi đi làm việc tôi gặp riêng có mình ngài không à, thấy không? Rồi lỡ như mà ngài bị cái chuyện gì á, rồi ai biết cái công của tôi? Cái công của tôi chỉ chỗ của Thi Sách cho ngài lại ngài bắt, thấy không? Rồi tôi lẻn ra lẻn vào tôi nói cho nản lòng ba quân tướng sĩ nè, thì ai hiểu cho công của tôi mới chứ? Vậy rồi nhà ngươi trù ta chết, rồi bây giờ mày đặt kể công kể nghĩa nè. Bây giờ ngươi muốn cái gì? Chứ ngài nghĩ coi, công của tôi rất là nhiều á, mà ngài có bất chấp gì thì tôi biết phải gọi ai. Con người của ông mở miệng ra luôn luôn đặt điều kiện cho mày nè, Trưng Trắc còn sống dài hãy lo giữ cho bạn già của ông, chứ sống ở trên đời có làm thì phải tự thôi. Ngày tôi vừa mới gặp ông cho tôi nên kẹt về cái phần ngộ à. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra cái kẹt đó chính là gì ông. Ông chỉ là cái hạng hàng thần lơ láo đó nha. Bây giờ ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn cái gì? Xin chào thái thú. Thưa thái thú. Tao vẫn thừa. Dạ. Ông còn sống sao? Dạ. Tao vẫn thừa. Dạ. Ông đã đem ba tích lưỡi ra để mà làm xong nhiệm vụ rồi đó phải không? Nếu như thái thú có tin thì tôi mới dám nói. Nói đi. Trưng Trắc là một người biết kiềm lòng giận dữ, nén lấy đau thương, trí sáng như mặt trời mặt trăng. Cái người đàn bà này thật là đáng sợ. Đúng rồi, ta thấy Trưng Trắc khùng khéo lắm. Ta coi chung như là đàn ông lũ kiến, mới được tha chết thôi.
nổi trứng chắc ở trên đầu rồi. Thái thú à, tôi biết ngài chẳng tin đâu, nhưng buộc lòng tôi đây phải nói, để không hổ chức quân thừa mà điều định ra quỷ thác. Ông làm như ông con mình ông có chức phận. Tôi không trách ngài phái tôi đi vào hang mộng cho hùng giết, nhưng nhờ có chuyến đi này mà tôi như là người mù sáng mắt. Sáng mắt để rồi dân chúa hơn, chưa chi mà đã đổi trận trách trên đầu. Thái thú, ngài đã bị hạ bệ rồi, mã đắc lên thái quyền mà ngài vẫn không hay. Đừng chẳng nghe tin định tiến quân kìa, lấy chi để mà làm bằng, má đất dẫn động triều đình thay thế cho ông. Má đất sắp thay thế ta. Dạ. Thái thú, má đất thường chê bai ông là hèn nhát, đánh giặc chỉ biết có thủ thành và rút lui, chứ không bao giờ dám tiến quân. Mã Tắc còn nói, nếu như binh quyền trong tay của y chỉ một trận, y sẽ đánh tan quân của Trương Trắc. Như vậy là nó muốn cướp đoạt cái chức thái thú này. Dạ đúng vậy. Ta sẽ cấp cho nó 5,000 quân kỵ mã, đánh thẳng vào chính của Trương Trắc. Chậm trễ bãi trận, đem đầu ngay tức khắc. Thái thú, tôi e là khi ngài cấp 5,000 quân cho Mã Tắc, chẳng khác nào giúp cho hắn có thêm dây cánh. 5,000 quân ôm đôi hả? 5,000 con ngựa què. Điều trái lệnh của ta, ta sẽ chém đầu ngay. Hay 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 quá. Thái thú, kế của ngài đúng là diệu kế. Quá hay quá hay. Còn phần của ông, dạ, lo cho ta 5,000 con ngựa què. Dạ sao cho trời ơi, lo cho ta 5,000 quân ôm đôi. Trời, nếu mà chậm trễ hả? Không thành công được, cái đầu của ông sẽ rơi trước, nghe rõ chưa? Đây là lệnh nghiêm nhiệt, nghe chưa? Tướng lệnh, tướng lệnh. Trời ơi, kiếm ở đâu ra 5,000 quân ôm đôi còn có thể tìm được? Cho nó nhịn đói một tháng nôm nhôm, nhưng mà 5,000 quân ngựa què, à đúng rồi, quân bay đem bầy ngựa ra khất nhượng hết cho ta, khất nhượng hết cho ta. Các con, dạ, nói thì nói vậy thôi, đứa nào hát cũng hay hết, đứa nào diễn cũng tốt hết. Dạ. Ông bay là nhớ đến cô Thanh Nga, nhớ đến chú Thanh Sang, nhớ đến ông Văn Nga, rồi lại nhớ đến ông Hoàng Văn. Dạ. Xin giữ nghe các con. Dạ. Đừng bao giờ quên. Nghe, yeah. Cái gì cũng vậy, nguồn gốc của cái lương là trên hết. Nghe cả con nhớ. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong một trích đoạn cải lương trong vở Tiếng Trống Mê Linh, một vở diễn rất nổi tiếng của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga ngày xưa. Và hôm nay anh Hà Linh đã chọn lại tiết mục này. Xin anh chia sẻ một chút về tình cảm của mình đối với tác phẩm cũng như thần tượng của chính anh. Dạ thì ngay từ nhỏ thì lúc nào cũng được đi theo bố mẹ, đứng ở cánh gà, xem mẹ, xem các cô, chú, các bác diễn. Nhưng khi lớn lên một chút đi học trường sân khấu thì cậu bố có nói rằng con á, nếu mà con muốn hướng của con đi lâu dài, con nên nhìn cái vai của bác Hoàng Giang. Lúc nào Linh cũng nhớ cái lời ba Sáu dạy, tức là lúc nào cũng rất là mê các vai của ông Hoàng Giang, và Linh thích nhất là vai này. Cho nên ngày hôm nay là xin phép là được làm lại, mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn.
xem cái trích đoạn này á, tôi với anh Thái Châu là có quá nhiều cảm xúc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy bạn là còn nhỏ xíu chạy qua chạy lại trong hậu trường. Dạ. Yeah. Mà chị Thanh Nga lúc đó hát ở ngoài sân khấu mà mỗi lần quay vô hậu trường mà không thấy có bạn thì chị Thanh Nga quên tù. Dạ. Yeah. Cho nên bây giờ thấy bạn diễn thì tôi vẫn thấy cái bóng dáng của chị Thanh Nga và bóng dáng của Cúc Cu giống như hồi nãy là chú Hùng Minh nói. À, thêm một người nữa là chú Hùng Minh. Kính trọng vô cùng là vì chú vẫn xuất hiện trên sân khấu với mọi người và chú vẫn diễn rất hay. Và đó là một cái sự xúc cảm vô cùng đối với chúng tôi. Còn riêng phần bạn thì có thể là vì ở ngoài bạn diễn kịch nhiều hơn. Bạn đang tự tin vô cùng trong khi diễn mà vừa mới nghe đàn cái là thấy bạn mất tự tin. Dạ. Mong rằng là những cái xuất tới đây đó là bạn sẽ không có bị cái sự mất tự tin đó nữa. À, chú được thấy lại những hình ảnh đẹp của đoàn cái lương Thanh Minh trước đây. Nhất là thấy hình ảnh của mẹ của cháu. Cháu chuyên về kịch, do đó ngã qua cái lương thì nó có một cái phần nào đó bị hạn chế. Chú Thanh mong những tập sau cháu sẽ tự tin hơn. Cái diễn xuất của con thì rất là hay, con có nghiên cứu cái vai của chú Hoàng Giang. Nhưng mà có một cái là cái ca đó thì phải nghiên cứu nha. Mình là con nhà nòi mà, mình không làm thì thôi, làm thì phải nó tới nơi tới chốn. Thật ra là cái bài đầu tiên thì con ca rất hay. Chỉ có tới Dương Kỳ Ngộ là hơi lãng quảng phải không? Nhớ, chỉ có bao nhiêu đó thôi nha. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Hà Linh. Xin được mời số điểm từ phía giám khảo Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu. 9,75. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Dạ. Chú em ngồi chơi, tôi múc cho miếng nước lâu uống cho mát nè. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Nơi này cũng không khác gì hết. Dạ, mát lắm phải không? Dạ. À, dạ, cháu cảm ơn bác. Ủa chú em, chú nói là chú là bà con dân thành mà vậy là bà con sao? Dạ, cháu là em bà con cô cậu với anh Hai Thành. Vậy bà con gần hả? Dạ gần. Trời ơi, hèn chi cái mặt giống y chang nha. À dạ. Cái nụ cười cũng giống nữa. Dạ. Bác làm ơn cho cháu hỏi anh Thành và chị Lũ bây giờ sao rồi bác? Vợ con anh giờ lưu lạc xứ nào hả bác? Bác làm ơn chỉ giùm cháu để cháu tới cháu chào hỏi chị nhà một tiếng cho phải phép bác à. Ta nói vợ nó hiền hậu lắm. Dạ, hồi lúc mà Thành mới bị bắt nè, nó tới đây mấy lần. Vậy hả bác? Rồi sao nữa bác? Tôi biểu bay về bay bán nhà lấy tiền đi rồi lo thầy kiện. Dạ. Chứ không lẽ làm ngơ sao được phải không cậu? Rồi chị nói sao vậy bác? Thì đó, 1122. Nó nói có chủ điện nó lo. Chủ điện nó là chỗ danh vọng thế thần. Người ta mà lấy ai vậy bác? Thì còn ai vô đây nữa? Mưu mẹo họ sắp đặt sẵn hết rồi. À, họ lấy cớ là đưa vợ nó đi lo thầy kiện. Mà tôi không biết á, họ làm cái dịch kiểu gì nha. Mà tới hồi kêu nhỏ cái án tù chung thân khổ sai, con vợ của nó nghiễm nhiên từ vợ của tá điền nhảy vọt lên làm bà hội đồng cái một à. Họ ăn ở với nhau năm trước năm sau sanh được đứa con gái, mới gả chồng hồi năm ngoái nè. Bác ơi, vậy chứ chị Lũ chị ở với anh Thành
không có đứa con nào sao ba? Nghe nói hồi đó lúc Thành nó còn ở nhà, vợ nó có bầu đâu 5-6 tháng. Dạ đúng rồi bác, đúng rồi bác ơi. Về ở với người ta 2-3 tháng gì á, sanh được thằng trai. Con trai, con trai. Ôi mà con ruột gì của họ đâu, họ thương họ yêu cậu ơi. Cho nên mới đẻ nhỏ ra mấy ngày thì họ lôi đi đâu biệt tích rồi. Lôi đi biệt tích hả bác? Trời ơi. Trời, sao, sao vậy con? Trúng gió phải không? Để tụi coi con trúng gió phong. Kiếm chai dầu cạo gió. Chai dầu để đâu rồi trời? Chai dầu có sao không? Bác Hương ơi, cháu là thằng Hai Thành nè bác Hương ơi. 19 năm tội tù quán ức, nay cháu vượt ngục. Cháu vượt ngục trở về. Trời ơi, bác ơi, Thành, mày còn sống, mày vượt ngục. Cháu còn sống đây bác ơi. Cháu định về đây trước là để thăm bác, sau là hỏi tung tích vợ con của cháu. Nhưng giờ vợ của cháu là vợ người khác rồi. Con đứa nhỏ cũng bị người ta lưu đày biệt tích. Cuộc đời cháu cam tuyệt vọng rồi bác ơi. Nó còn sống. Bác nói còn cháu nó còn sống thiệt hả bác? Sống. Bác ơi, nó tên gì vậy bác? Tao đặt nó là Võ Minh Luân. Võ Minh Luân, tên đẹp lắm bác ơi. Tụi bay ơi, tụi bay về chiều đi nha, nhớ rủ tao đi chơi nữa nha. Nó về bác. Con của con đó hả bác? Nó về tới. Thôi nè, bây giờ bay, mày nép vô trong đi nha. Tao nói chuyện nó một chút, rồi cái tao kêu bay ra đi. Rồi cha con nhìn mặt nghe không? Dạ, con cảm ơn bác lại trời. Trời ơi là trời, nhớ nha tụi bay. Hôm nay con câu được 4 cá nha má. Chuyến đem ra chợ bán 3 con, còn 1 con con đem gì? Má, sao má khóc vậy má? Có chuyện gì vậy má? Con à. Dạ. Con đem đục vô trong cất đi rồi ra đây má nói chuyện con nghe nha. Dạ. Bác ơi, bác ơi, nó lớn quá rồi. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm bác. Má, có chuyện gì vậy má? Sao má khóc vậy má? Con à. Dạ. Con lại đây. Con nhìn kỹ coi, con biết ông này là ai không con? Dạ con không biết má. Phải rồi. Sao con biết được? Cái người này. Dạ. Là cha ruột của con đó. Cha ruột của con hả má? Cha con nó bị án oan lưu đày biệt xứ ngoài Côn Đảo 19 năm trời. Nay nó vượt ngục trở về đây. Bà là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột. Lại nhìn cha đi con. Nhìn cha cho con. Cho cha con nó đỡ tuổi. Luân, ba nè Luân. Ba. Ba ơi, ba. Sao bất ngờ vui mừng lòng lòng xin.
Con ơi, công đức của bà đây ví bằng trời cao biển rộng. Vậy con hãy quỳ xuống đây cùng với ba lại tạ công ơn bà dưỡng nuôi con 19 năm trường. Ngày đêm lo sợ tai qua đến bất thường nào, tuổi già mà phải lặng lội đau khổ gánh gồng con suốt 17 năm nay. Ba bị án quan miệng ba dường như khóa chặt, cuộc đời ba phải rời xa con mày gặp nhau vậy là vui quá rồi ha. Dạ, rồi từ từ cha sẽ cho con biết về chuyện của mẹ con nghe con. Dạ. Mày mới về tới nghe, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe. Dạ. Không con. Rồi bây giờ hai cha con vô đây bà mà tâm sự đi ha. Tao ra sao tao nấu cơm, rồi lát hai cha con mày vô ăn. Dạ. Ê, rồi ăn cơm xong cái mày coi ở tù có chuyện gì vui mày kể tao nghe mày. Trời đất ơi bà ơi, ở tù rầu thối ruột có cái gì mà vui. Cha vui là ngày hôm nay ba gặp lại con rồi Luân ơi. Ba. Phải nói là bạn can đảm hơn nữa, đó là chọn trích đoạn đời cô Lũ mà không có cô Lũ là sao? Dạ tại vì cô Lũ cô ngồi ở dưới rồi, cho nên phải làm ở lớp không có cổ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cải lương Chi Bảo, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Đấy, cô Lũ ngồi dưới, một tràng vỗ tay cho cô. Thật ra thì tôi có một cái gì đó rất là vui mà rất là thanh thản, rất là thoải mái, là vì xem cái tác phẩm kinh điển Đời Cô Lũ của bác Trần Hữu Trang với một cái người diễn viên trẻ mà nổi danh đó là hài, đúng không? Phải không con? Tức là Gia Bảo là người ta gọi là nghệ sĩ hài, đúng không? Và rồi lại là tông tổ của Đoàn Thanh Nga, và một cái cô đóng bà Hai Hương đó là một nghệ sĩ trẻ. Rồi một bạn đóng Võ Minh Luân á, là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thấy mừng cho cái Lương. Bảo diễn hay, bảo diễn đúng cái nhân vật. Phải nói rằng đây là một điểm son trong đời diễn viên của Gia Bảo. Mỗi lần mà nghe Gia Bảo hát giọng cổ thì ông đây có phần hồi hộp. Mà bù lại cái diễn xuất của Gia Bảo rất là tốt. Nó hòa quyện với lại cái người đồng nghiệp của mình. Diễn cái vai rất là ăn ý. Và cái từ cái câu thoại và cái động tác, cũng như là cái tình cảm mình nói ra đó, nó làm cho người nghe nó cảm xúc được. Cái vai Võ Minh Thành này phải nói là nhiều đàn anh đàn chú diễn ghê lắm. Phải nói là bây giờ mới thấy được Gia Bảo diễn cái vai Võ Minh Thành.
diễn thì coi như mình không so với mấy anh mấy chú trước được đâu, nhưng mà so với Gia Bảo với cái này thì chú Nam thấy là thành công. À, chú Nam. Nói theo nghề thì Gia Bảo là một người diễn có nghề, từ cái đài từ phát âm cho tới cái ao chót, biết cách để ao. Cái thường thường cuối cái lớp diễn thì mình cái đài từ mình phải mạnh mẽ lên, thì Gia Bảo đã biết cái điều đó. Gia Bảo rất là hạnh phúc và may mắn sống trong một cái ánh hào quang, hai cái ánh hào quang, mà hai cái ánh hào quang đó tới tận bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Đó là hào quang của chị Thanh Nga và anh Bảo Quốc. Người ta nhìn Gia Bảo, người ta thấy cả một cái thế hệ, và người ta rất là thương. Và hôm nay nhìn thực chất thì Gia Bảo diễn rất là tốt, và tôi khen Gia Bảo là một người thông minh. Cảm ơn em. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Dĩ nhiên là cho con 10 á. Số điểm của danh ca Thái Châu. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Xin mời. Đáng lý ra đây là chú Thanh Nam mà mới còn nửa điểm, mà chú Nam khen con cái là con có tâm huyết với nghề nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái sự can đảm của con dám chọn cái giày võ Minh Thành. Mời! Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Tên Giang Mi. À dạ. Nhận lấy mũi tên của lão. Dạ khoan, dạ. Tôi là lính của đồ tướng quân, dưới trương tình quốc công. Dạ. Đồ tướng quân của ông là ai? Người tên Nguyễn Phục, bữa ăn thường hay mắc nghẹn nên thường nhớ quê nhà, sai tôi tìm cha già. Dạ. Vậy ông có biết cha của Nguyễn Phục tên là gì hay không? Dạ biết chứ. Người là người cấp cung tiễn tâu hầu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chức gọi tọa thượng nô, tên gọi Nguyễn Địa Lô. Nguyễn Địa Lô là tên của lão đây. À, còn Nguyễn Phục là con trai của lão. Còn đây là anh mày em gái của nó. Cả nhà sum họp một đàn, duy chỉ có nó như dạng sầu lẻ bạn thôi. Dạ. Chú em. Dạ. Chú em có biết tin gì về con trai của lão? Cho lão hỏi thăm chút đi. Dạ thì con trai của lão á, nó mập hay là nó gầy? À thì y mà con nhà gió làm sao gầy được, phải vậy không anh mày? Quá. Dạ. Nó đen hay là nó trắng? Dạ. Y già lão lẩm cẩm quá, giải dầu xương gió ai trắng bao giờ. Dạ. Nó làm cho cái chức gì rồi? À, dạ. Nó cao hay là thấp? Thì nó làm đô quý hay là đô? Cha ơi. Sao hả? Con nói cha nghe nè, ngựa vượt đường xa, chân run bụng đói, chắc là mấy ngày nay chưa có được bữa cơm no. Cha hỏi chi mà chẳng có lúc ngừng, phải để cho người ta thở nữa chứ. Cái con này nó nói chi phải đó chứ. Anh Mai à. Dạ. Bây giờ con vô trong, con thổi lửa nấu cho cha một nồi cơm lớn, để cha mời chú em đi ăn, để tao còn hỏi chuyện anh Bay nữa chứ. Dạ. Nhanh dạ. Lên nghe không chú em. Dạ. Ngồi chơi. À, ngồi hả lão gia? Nghe dạ. Lão hỏi rồi, ngồi. Biết tin tức gì về con trai của lão? Nói cho lão nghe. À, lâu dạ. Qua rồi lão không có gặp nó. Dạ, thưa lão gia, tướng quân còn có bảo, ngày đi còn thơ dại, nay vai rộng lưng dài, chẳng hổ mấy tài trai, đổ đầu ba trường võ. Hả? Thằng Phục, nó đổ đầu ba trường võ. Dạ. Trời ơi, cái thằng giỏi quá vậy ta. Bởi vậy Dương gia Trần Kiện mới yêu thương tài cao sức rộng của người, mà đem ái nữ Bảo Trâm tác thành duyên nở. Hả? Thằng Phúc nó có vợ. Dạ. Thằng Phúc nó có vợ. Dạ. Như vậy là lão có dâu. Dạ. Nó định hôn lễ cái ngày nào, nói cho lão chuẩn bị cho con trẻ. Dạ. Chứ từ mấy tuần trăng trước hôn lễ xong rồi. Hả? Từ mấy tuần trăng trước. Dạ. Hôn lễ đã xong rồi à? Dạ. Ôi chuyện sao
ta nghèo quá lạ tay. Tuy còn ở xa nhưng còn có cha già, cứ sao tự ý cử hành hôn lễ à, không một lời thưa lại với cha. Dạ trong chuyện này á, người cũng có phân dân, nhưng dường già gấp việc quân bình, người còn nhất cầu bất hiếu hữu tạm. Thế ra nó thành hôn là cũng bởi cha già. Dạ. Vậy mà cha già cứ phải chấp mê con. Dạ. À, phong thư một bức kích trình đại lão gia. Ồ, để lão xem. Dạ. Chú em. À, dạ. Đọc cho lão nghe. Lão gia ơi, đây là thư mà. Nó biết lão, lão không có biết nó. À, vậy xin phép lão gia cho con đọc. À. Dạ. Dạ trộm nghe trong ba viền mỗi lớn, có cả đạo cha con. Kể từ khi lưu lạc tha phương, thân con trẻ đã nhiều ngàn trái. Nay đại quân Nguyên xâm lấn, đất Nam ban thành vách đành dùi sâu. Bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toàn ngồi báo Trần Dương gia. Trần Dương gia sao? Trần Dương gia nhập Bắc Quy Hàng. À, à. Tham mà phi tình ha. Mày vừa nói cái gì mà tai ta nghe như sấm nổ? Trần Dương gia nào? Dạ. Trần Dương gia nào mà nhập Bắc Quy Hàn? Dạ. Dương gia. Dương gia Trần Kiện, con của Tĩnh Quốc Công. À. Thương bay cho con ta, tội bay cho con ta, canh chim hồng vàng canh chở trời xa. Vậy mà ngàn trái đi theo phường sâu dân hại nước. Chắc là nó rầu nát ruột, chắc là nó nghĩ nát đầu, cho nên mới cho người về đây thưa với cha già hầu phân một nẻo chung riêng vẹn vẻ đây mà. Tham mã phi tinh. Dạ dạ. Đọc tiếp đi con. Dạ. Và bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toan ngồi báo Trần Dương gia nhập Bắc Quy Hàn, thảo ngôn đồ đại việt kinh dân, thân con trẻ tội thần giữ đạo, cấp kim chạy theo người. À, cấp kim chạy theo người. Lão quỳ xuống đây dạng dây cùng đất trời cây cỏ, cánh đăng nó xúc nuôi từ nhỏ, cầm bằng như máu của ta rồi. Vì chờ đợi tin con chẳng biết tin đâu, để ngài nhớ đêm mong chứ biết chi đây, lòng nặng bị ai ngậm đắng nuốt ta trai, ai cào xé tim già. Không, con ta không phải là kẻ phản nước hại dân. Thôi, ấy thì ý ông đã rõ, tập dân mật lệnh với hai nhiệm vụ. Một là thư gửi ông đầu quân không được, còn hai là ta sẽ đưa ông về chỗ Mã Tây. À, thôi thôi. À. Hey!
sao mày còn nằm đó? Sống chưa bắt nhìn tao? Mày đó Gia Phục, chút xíu nữa thôi là cha không kịp ngăn con làm cái chuyện phản dân hại nước rồi Phục à. Mày phải nghe lời cha nói Gia Phục. Cãi cha hả Phục? Để đánh mày, cha đánh mày chết nè Phục ơi. Cha, tỉnh lại đi cha. Bởi trong cơn nóng giận cha đã phạm lỗi tài đình. Đây là tên tham mã phi tinh, chứ nào phải anh con nằm đó. Mau! Cha ơi, tội giết người dâu mối, tội có con phản nước hại dân, hiểu lòng ta chỉ có đất trời thiên địa. Gây tội, ta đành chịu tội. Sao cha? Anh Mai dặn ra. Cha, cha, cha như thuyền con giữa dòng sâu, làm sao thấy bờ không bến mờ. Cha ơi, ai nghe con bài to, lòng con xót xa nghe tất cả tội bờ. Anh Mai. Cha, cha. Làm sao biết trời cao, trời cao chỉ từ đôi mắt ta. Ta yêu nước non hơn và sông, trời cao chân chi cho nỗi lòng ta hiếu trung. Thần gây tội. Trời, thần gây tội. Trời, ta đành chịu tội. Cô Trân hết sức là bất ngờ hôm nay Gia Bảo dám thể hiện cái vai của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, một cái vai diễn mà phải nói là đã qua nhiều thế hệ, đã có nhiều nghệ sĩ đã được thành danh với cái vai diễn này. Và Gia Bảo cũng muốn được thử sức một cái vở diễn kinh điển của đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, và gia đình chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho Gia Bảo, một hậu duệ của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, hết sức là cầu tiến và ham học hỏi. Chúc mừng em. Hôm nay bà thấy con ca rất tốt, con diễn rất là vừa, tại vì bà sợ diễn mà nó lố nó dư, bà không có coi được chú Thanh Tòng làm vai này. Nhưng mà nghe Quế Trân nói như thế thì bà thấy bữa nay con giỏi quá, con làm được như thế này là con quá giỏi. Như vậy là mới là nối nghiệp bữa nay đó. Bà nói thật là bà hài lòng về con, bà hãnh diện gì về con, bà rất là hạnh phúc. Bà cảm ơn con. Nói để cho Gia Bảo vui là riêng con khi diễn cái vai này, con đã có một cái rất là riêng của cái Nguyễn Địa Lô. Rõ ràng là con đã xem rất nhiều đúng không? Và con đã học rất nhiều của các vị tiền bối đúng không? Quý Trân có nhận ra là học được mấy câu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng không? Dạ có, thật sự con hết sức là bất ngờ và xúc động. Và con không biết là Gia Bảo đã xem, đã nghe và đã học như thế nào mà có thể mà thuộc lào lào nhuần nhuyễn và có cái thần như vậy. Cô nghe mà cô thuộc cái tuồng này. Dạ. Cho nên biết từng đoạn một, cảm nhận được là học ở đâu và vì sao mà nói được cái chuyện như vậy. Dạ. Kể cả cái chuyện mà kéo con qua lại.
Nếu như mà chị Thanh Nga còn sống, chắc là chị vui lắm. Chú thì chú không có được cái may mắn mà xem các bậc tiền bối mà diễn cái vai này. Nhưng mà hiện tại chú thấy con diễn đó mê quá. Mà cá tính của cái nhân vật này là ổng ưa hổ 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 vậy đó hả? Dạ, là phải không? Cái đó là cái riêng ông. Ổng tức giận lên. Cái này là cái đặc biệt của ổng. Mà sao mà có tài quá, một từ một cái diễn viên bên kịch, diễn hài mà bây giờ qua bên cái lĩnh vực này mà cũng làm tới nơi tới chốn như thế này là con quá tài rồi. Thần sắc, thần thái rồi. Hát mùi, mà trong cái hát cải lương hồi nãy có nấc nấc, nức nở nữa nha. Trời ơi, giống Thái Châu hát nhạc tình ghê. Tôi kết cái chỗ nức nở đó đó. Gia Bảo ở ngoài đời thì kêu ba bằng ba. Từ nãy giờ ba ngồi ba giống như ba hạnh phúc lắm. Vì những cái gì ba la con, ba hay dạy con, ba hay chửi con. Thí dụ, ba hay nói giỡn với con là trời ơi, mày hát dở quá Bảo ơi. Dòng họ cải lương mà sao mày hát dở quá. Nhưng mà hôm nay con hát hoàn toàn làm ba bất ngờ. Bất ngờ vô cùng, không phải là hát đẹp, hát hay, mà là con hát đúng tính cách của cái nhân vật. Và con hát đúng nhịp và ba rất là hãnh diện. Bạn làm cho Nguyên Vũ hãnh diện lay luôn đó. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí sẽ giữ lại cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho Gia Bảo. Chín mươi năm điểm. Trái hồ thủy tan bồng, ba năm thề hẹn chữ đồng ta là thủy chung chờ đợi ngày mai. Hiếu đạo thiếp thay cho chàng. Mẹ già xin gửi lại cho nàng. Xin già biệt. Lưu luyến bao nhiêu đó đủ rồi. Dạ bẩm ông. Bay đâu? Đem mụ già chết tiệt ra đây. Ba mẫu. Ba mẫu có sao không? Sao ông lại bắt ba mẫu? Đó là tại nàng thôi. Ba mẫu, sinh mạng của bà ấy là trong tay nàng đó. Ông, còn cái thằng đó hả, yên tâm đi, nó sẽ không bao giờ trở lại đâu. Không, ba mẫu ơi, ba mẫu có sao không? Sao, ý của nàng như thế nào? Tôi... Bay đâu? Tôi... Đem bà già ra giết đi. Ông ơi, tôi lại ông mà, ông ơi, ông tha cho ba mẫu đi. Khoan đã. Sao, ý của nàng như thế nào? Nói. Dạ,
Dạ tôi bằng lòng. Có như vậy chứ. Bay đâu, đưa bà vô thay đổi si mi. Đẹp, đẹp lắm. Với nhan sắc đó thì phải về huyện làm phu nhân của ta mới xứng đáng. Còn thằng học trò nghèo kia, cái thứ cùng đinh như mày á thì không có quyền có vợ đẹp, mày hiểu chưa? Mới đó mà đã 3 năm chàng ra đi biển biệt. Ba mẫu ơi, hương hồn ba mẫu có linh thiêng, hãy phù hộ cho chàng được bình an vô sự. Thưa phu nhân, hương đăng và trà quả con đã cúng cho phần mộ của ba mẫu theo lời dặn của người. Trời cũng đã xế chiều, xin phu nhân mau trở về, kẻo nguyện quan trách phạt. Mời phu nhân. Phu nhân à? Gì? Mấy năm cánh biển mình gặp lại đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa, duyên tình chúng mình ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm lòng thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, không khơi đóng cho ta, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào, cầm nắm như nước cuốn dưới chân cầu. Trời đã ngăn cánh, tôi đành vĩnh biệt từ đây ơi em. Đừng gieo chi nỗi tan sầu, trời cao sao quá thơ cầu, tình đầu đó ta chôn vùi. Bởi anh sống trong cửa hàng nên duyên
bởi tôi nghèo nên Duy Dĩ Quân gian phu dâm phụ mày đâu gông cổ nó lại. Ông ơi, tôi xin ông ạ, xin ông hãy tha cho chàng. Ông ơi, tôi xin ông, ông hãy tha cho chàng. Tôi nguyện sẽ làm tỳ thiếp cho ông suốt kiếp. Ông ơi, tha cho nó à? Trước kia vì ta yêu nàng, ta tha cho bà già chết tiệt đó. Nhưng rồi bà cũng đã qua đời vì những than thuốc bổ của ta. Nguyễn Quang hả? Nguyễn Quang, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Giết ta? Châu chấu mà mày đặt đá xe sao? Làm được không? Ông ơi, tôi xin ông mà. Quá lắm rồi. Bay đâu? Đem thằng này ra giết. Ông ơi, đừng mà, đừng mà. Ai? Tướng quan huyện kia, chớ có lộng hành. Hả? Thượng Phương Bảo Kim, Thanh Hoàng Vạn Tuế. Ngươi thật to gan, dám đắc tội với tân trạng nguyên của triều đình. Dạ, tân trạng. Giải tất cả về triều, để ta định tội. Hả? Dĩ Quân, chàng đã là tân trạng. Hương hồn bá mẫu nơi suối vàng chắc đã an lòng thỏa nguyện. Còn thiếp đã lỗi một lời ước hẹn, tấm thân này đã quen ô nhút nhơ, xin chúc chàng rạng rỡ tương lai, duyên mai trúc, kiếp sau mình gặp lại. Tố Loan, ơn kia tình nọ sâu dày, chữ chân nguyên vẹn, tim này khắc ghi. Ta lòng quân tử tương trí, chữ đồng nối nhiệt, sợ gì bão giông. Tố Loan mời. Chỉ quân về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém bằng kỷ niệm. Phai nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường anh về. Xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em, ta nối lại tình cố nhân. Anh sẽ về bên em, ta nối lại tình cố nhân. Được cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Sanh, nghệ sĩ ưu tú Nhân Hậu và vũ đoàn Chung Gió đã hỗ trợ cho tiết mục dự thi của thí sinh Trịnh Tuấn Viễn. Ngày hôm nay khi mà nhìn con đứng ở trên sân khấu này á, cô Vân thấy vui, vui ơi là vui, tại vì trong mắt cô Vân, trong cái tâm khảm của cô Vân á, là con vẫn là một thằng bé mà
bé nhỏ xíu mập mạp mà trắng bóc là như một ông Tây con vậy đó. Và được ba mẹ quá cưng chiều. Cô Vân không biết nói như thế nào, nhưng cô Vân có thể khẳng định một điều là con là sao nối ngôi. Con là sao nối ngôi của ba con ha. Đó là một cái điều cô hạnh phúc chung với ba con, mẹ con nữa. Còn một điều nữa là ngày hôm nay cái vở diễn, tức là cái tiểu phẩm của con, cô rất là thích. Chị Tuyết ơi, anh Châu, anh Quý ơi, không biết mọi người thích không chứ sao em thích quá. À, vì nó giống như là bolero mà trong cải lương vậy đó ha, mà nó ngọt lắm. Hôm nay con làm cái sở đoạn của con rất là tốt. Vui lắm con, vui mà xúc động lắm. À, Vĩ nè, cái bài, cái tiết mục này chú thấy thì cái phần diễn xuất của con nó có khá hơn. Có cái bài đầu đó, sao mà chọn cái tông thấp vậy? Lên một tông nữa cũng vẫn hát tốt như thường. Dạ, con okay, chúc mừng tiết mục của con. Dạ, con cảm ơn chú. Đúng là cái tiết mục rất là thông minh. Mà tôi xem Vĩ rồi thì tôi mới thấy rằng quả tình đó là cải lương á, hớp hồn quý vị ca sĩ hết. Trong khi đó nói lối cũng đâu có thua ai đâu phải không? Đẹp trai như vậy mà nói lối là thấy hát, làm kép hát cải lương được lắm á. Ca giọng Kim Lan cũng đâu có thua ai đâu phải không? Chúc mừng. Đức Vĩ ơi, con thật là có phúc. Con có dàn bao quá cưng. Nghệ sĩ ưu tú Nhân Hậu, rồi ba con cũng là kịch sĩ Nguyễn Sanh, rất nổi tiếng. Rồi cái dàn bao đó đó, để đẩy cái vai con lên, rồi các vai phụ diễn cũng tròn. Nhưng mà chú quý tiếc một chút xíu thôi. Tại sao cái câu giọng Kim Lan con vừa hát xong, thì Nhân Hậu với con vô câu giọng cổ đi. Trời ơi nó sướng lắm. Con bỏ cái chỗ đó uổng quá. Cái con chuyển phần bolero. Thì nhưng mà ca sĩ mà hát EDM mà hát được bolero đó là cũng... Thì vậy cũng mừng rồi. Rồi hát được giọng Kim Lan không dám vô vòng cổ đâu hả con à? Dạ. Không dám vô vòng cổ đâu đúng không? Vậy con biết con câu. Bây giờ con vô đại thì xem. Thôi hãy im đi tên cướp biển ngu si khờ dại. Rồi con quên rồi. Con vô như vậy tức là con vô cái sàn C chứ không phải là vô vòng cổ. Con không biết. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời! Bây giờ sẽ là số điểm tiếp theo của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời! Hai điểm mười. Chà, bây giờ tới nghệ sĩ Phú Quý. Mà Quế Trân nhìn là chú có vẻ đang rất là trầm ngâm và suy nghĩ, là không biết là chú sẽ dành số điểm như thế nào cho Trịnh Tuấn Vĩ đây. Alo Nguyễn Sanh ơi, Nguyễn Sanh có nghe Quý nói không em? Ông Nguyễn Sanh bữa nay đó, ông hỗ trợ cho con xa xôi bay về đây để lo cho con trai yêu quý của mình. Trong cái tình hình này của con đó, bác Quý cũng không biết phải nghĩ sao bây giờ. Có suy nghĩ coi. Mời! 3 điểm mời! Lần đầu tiên trong hành trình sao nối ngôi đi đến cái chặng đường này, một cái điểm số quá ấn tượng và đầy xúc động cho Trịnh Tuấn Vĩ. 3 điểm 10 này của các cô, các chú, các bác dành tặng cho con ngày hôm nay, con xin dành hết các điểm 10 này cho ba con. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa biết được số điểm của giám khảo đã tặng cho Trịnh Tuấn Vĩ. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Chính vì 6 điểm, chúc mừng bạn. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe như thiên hạ thường xem pha tôi kiếp xương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà,
tôi xin người nhìn lên sân khấu hay tình tôi hơn lời ca. Và sau đây là một tiết mục rất là nguy hiểm. À, dạ em mời anh. Dạ, đây là những thanh thanh sắc rất là bén. Tất cả mọi người hãy nhìn cho kỹ nha. Đây là những thủ thuật rất là thiệt. Dạ xin chúc tràng pháo tay ạ. Một tiết mục rất là nguy hiểm, đó là tiết mục nuốt rắn. Đó. Em. Diễn cái gì mà diễn ba cái trò rẻ tiền này hụ con nít chứ vậy? Mấy cái trò nuốt rắn này bình thường quá. Làm cái gì phải đặc sắc một chút đúng không? Có chừng đóng cho đây cả. À đây 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 đó. Muốn cái gì phải chơi lớn một chút. Nhai bóng đèn đi mày. Mày nhai được tao mới khen mày hay đó. Bao nhiêu kẹo tao mua hết. Sao? Không được thì cút. Dạ, 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 được rồi. Nếu mà anh muốn á, thì em sẽ diễn. Rẻ tiền lấy tiền người ta hả? Đi mày! Đi vô ngay! Đi mày! Đi! Này, 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 này! Mà anh làm cái gì vậy? Hả? Người ta buôn bán anh không mua thì thôi, chứ mắc cái gì mà quậy phá người ta vậy hả? Đại ca, đại ca! Hả? Chị ca sĩ Hồng Phượng, thần tượng của đại ca đó! Hồng Phượng đúng không? Đúng rồi đại ca! Trời ơi! Chị là ca sĩ Hồng Phượng phải không? Dạ đúng rồi anh! Đúng rồi tụi bay ơi! Ca sĩ Hồng Phượng! Chị! Nói thiệt với chị nha, gia đình em thần tượng dữ lắm á! Trời ơi! Mà thần tượng nhất là mẹ với ngoại của em á! Nếu như mà anh thương tụi em á, thì cũng thương luôn mấy đứa em của em nha. Ủa em của chị hả? Dạ đồng nghiệp của em. À đồng nghiệp chị Phượng. Đồng nghiệp chị Phượng. À không thôi, vậy là mình quen nhau hết mà đúng không? À nãy giờ hiểu lầm thôi chị Phượng, gì chị Phượng đừng có buồn ha. Dạ cảm ơn anh. Chị bỏ qua hết nha, bỏ qua hết nha. Rồi ơi, bye bye nha. Dạ cảm ơn anh. Sao em gan quá vậy hả? Liều lĩnh quá à. Người ta chọc ghẹo chút xíu thôi à. Bán ở đây không được thì đi chỗ khác bán. Nhà như vậy rồi bị thương rồi làm sao? Dạ. Sao không em? Dạ dạ không sao đâu chị. Tụi em quen rồi. Vì chúng em là những mảnh dùng của cuộc đời đưa đến. Lây lướt qua ngày chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Khiến chị đau nhói trong lòng.
sĩ với nhau mà sau đời các em chúa cha cùng nhau. Đâu ai cũng may mắn trong đời, cũng có kẻ bất hạnh như em. Chị ơi, chúng em là những đứa trẻ bơ vơ lạc loài, không cha không mẹ mang lời ca mà làm lẽ sống cho đời. Lấy ánh đèn đêm làm sân khấu muôn màu, dẫu biết có kẻ chê kẻ khen và người không nhìn tới, nhưng em vẫn hát hết mình trong lặng lẽ buồn đau. Người nói đi như tim người nghĩ, rằng nghề xứ ca tội mang tội gì, họ là có chăng tội mang tội đời làm cho những thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề xứ ca lạc loài, ta ơn người phần tâm muôn kiếp phương ta cho đời. Hãy như cô lên em xin đừng tuyệt vọng, vì đường tương lai còn rộng mở bao ngày. Dù em ở nơi đâu, hoàn cảnh nào trong cuộc sống, các em cũng phải làm nghề chân thật bằng cái tâm. Giang à. Dạ. Chị với mấy đứa em á cũng như nhau thôi, cũng là nghệ sĩ, cũng ăn cán cơm của tổ. Nhưng mà chị may mắn hơn em, chị đứng lên sân khấu, chị được khán giả tung hô, được khán giả đón nhận. Còn tuổi em, nhưng mà em nghe chị nói nè, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, khi em cầm micro lên, có khán giả nghe tụi em hát, có khán giả xem tụi em biểu diễn, thì chính nơi đó là thánh đường của người nghệ sĩ. Cho Giang xin gửi lời tính cảm ơn Bảo Khanh, một người rất là có tâm với những cái bộ môn nghệ thuật cung phu như thế này. Dạ, chị Giang xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn chị Hồng Phượng và bé Kim Thư đã thực sự đã hỗ trợ cho em. Em xin cảm ơn chị. Ghi nhận cái tình cảm của con đối với cuộc sống, mà ghi nhận cái khát vọng của con đối với lại nghề nghiệp của mình. Nhưng mà xem thì có cảm tưởng như là mọi thứ hình như nó đang giữa chừng, chứ nó không có tới chỗ nào được. Xem thì thấy rằng tất cả mọi người đều tốt, và ý của con rất tốt, nhưng mà mọi thứ nó đều đứng trên giữa chừng, thành thử ra cái xúc cảm nó không đẩy lên được.
và cái sự thương mến đó, nó có vẻ như nó bị ngẹn, nghĩa là cái dòng nước mà con khơi đó nó chưa có chỗ để nó chảy cho nó xuyên suốt. Đó là cái ý tưởng tốt của con, nhưng mà con đem vào một cái tiểu phẩm như vậy để mà nói lên một cái tình nghệ sĩ, chú lại không thấy, không muốn cái kiểu này, thấy nó gọi là sao à? Cô cảm giác là chú Thái Châu á, cô với chú là gặp nhau ở chỗ này nè con, tức là thấy rằng con rất là thông minh và con đi chợ con mua đầy đủ hết tất cả những cái gia vị rất là quý, nhưng mà khi nấu lại đó nó còn thiếu một chút cái gia vị nào đó để cho người ăn cảm thấy rằng ngon quá. Ở đây thì nó chưa được như vậy, cho nên góp ý với con, muốn cho con nói về những cái vấn đề này đó thì cần một cái kịch bản nó sâu hơn. Con còn trẻ mà con có tâm huyết để viết những cái tiểu phẩm, những cái trích đoạn cải lương thì thật sự là chú rất quý cái đó. Nhưng mà chú bữa nay đó là chú nghĩ là con sẽ diễn một cái trích đoạn cải lương tuồng cổ nào đó. Nhưng mà cái kịch nãy giờ chú xem đó, sự thật là nếu mà con có tâm huyết thì con nên nghiên cứu sâu thêm chút nữa. Từ cái viết kịch bản, cái nội dung kịch bản, hay là cái nếu còn yêu nghề ca hát thì mình cũng phải nghiên cứu cái vấn đề ca thêm. Riêng tôi thì cái kịch bản này nó cũng được, nhưng mà khi em ca thì cảm giác nó hơi bị hụt hẫng cái gì đó, em ca chưa được trọn vẹn. Bởi vì nếu mà mình diễn kịch nói không thì khác, nhưng mình có ca thì nên chú ý cái phần này một chút. Hoan nghênh cái phần tư tưởng của em muốn đưa cái tình nghệ sĩ vào trong này, mong rằng vào vòng trong thì em cố gắng thêm. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 95. Số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. 9. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Trung Huệ chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Chín phẩy năm điểm, chúc mừng bạn. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng. Cái Sương, em thấy bộ linh giọng chú dắt súng đi thật là đông, dường như là đi mai phục gì đó. Lùng lạo làng mình để tìm kiếm anh Đức Thành đó. Anh Đức Thành, bây giờ mình hãy đi cho nhanh, kẻo không còn kịp nữa. Dạ đúng đi rồi. Em. Đi. Dạ. Bên này, bên này. Để anh leo trước. Anh Đồng ơi, cẩn thận đó. Từ từ nha cái Sương. 1, 2, 3. Anh Kim Đồng, anh rơi vào vực sâu. Ơi cái Sương, anh mất em thân rồi. Đôi núi chấp chung thất gần chiều leo. Dù anh Đồng chưa hơn không thang quý cho xong trách nhiệm. Rừng. Còn anh á, anh sẽ đánh lạc vào hướng bọn chúng. Hay là anh để cho em, để cho em gây tiếng động để cho bọn chúng nổ súng nha. Cái Sương,
Trời ơi, em khùng hả? Anh Đồng biết không, từ nhỏ em mồ côi, anh Đồng còn có mẹ già, lỡ mà có bề gì á, mẹ anh khổ lắm anh Đồng ơi. Cái Sương, Cái Sương ơi, nghe lời thủ thị bên tai anh buồn rơi nước mắt. Nhưng vì nghiệp lớn anh phải ra đi, để bảo vệ cho các anh thoát lưới gông xiềng. Đừng khóc nữa Cái Sương ơi, anh đau khổ vô cùng. Chờ ngày anh về bản làng vui khúc hát, người con của núi rừng thì núi rừng sẽ bảo vệ cho anh. Mình cùng đi cùng chung sống chết, mau đổ thay phơi thấm hồng núi sông làng buôn, chẳng xa nhau cho tròn giây phút nguyên lưu ngậm ngùi. Đừng Sương ơi, kẻ thù kề bên em hãy đi. Sống chết chứ đâu phải trò đuổi bắt. Vậy mình bắt thăm như những lần chơi trước, ai thua thì phải nghe lời không âm mức trong lòng. Bắt thăm hả? Ờ, bắt thăm mà, chịu không? Thôi được rồi, Cái Sương nói vậy á, bốc thăm thì bốc thăm, nhưng mà bốc thăm rồi là không ăn vàng nữa nha. Ờ, hạn vậy đi. Hứa rồi nha, bốc thăm đai nào có cỏ là người đó phải về nhà á nha. Ừ. Bốc đi, bắt đi. Cái Sương, em hãy về nói với Cao Sơn Thanh Thủy á, là sông không tác, anh Kim Đồng sẽ về, cứ hỏi có con trâu làm trò á, nghe không? Trời ơi, anh hứa, nhớ về nói với mẹ á, sông không tác, anh về dỗ cha nha Cái Sương. Em chờ anh nha anh Đồng. Ê, thằng nhóc kia, mày là ai? Từ đâu đây? Đứng lại! Đứng lại! Tụi mày, bắt nó! Bắt nó lại cho tao! Bắt nó lại cho tao! Thằng nhóc kia! Đứng lại! Thằng nhóc kia! Mày đâu lại mà tao bắn mày đâu! Không! Mày đứng lại cho tao! Đi tụi bay! Mang em thôi, mang em thôi, ra không gian, ra không gian. Tiếng xe gió mang theo hồng quang, Kim Đồng ơi, Kim Đồng ơi. Anh dương lên tỏa sáng
khắp núi sông buồn làng. Dẫn đường con đi, trên đường con đi, đi theo niềm tin, ước nguyện tươi sáng. Ngày quê hương sắc bóng xâm lăng, ngày quê hương không còn chiến chiến. Mưa rừng nước lũ bồi xa cho hết dấu dài quân xâm Thưa quý vị, quả thật là khi xem lại cái nhân vật Kim Đồng này thì riêng Quế Trân cũng không tránh khỏi cái xúc động, bởi vì Trân nhớ rất là nhiều đến hình ảnh của thầy Bạch Long. Bởi vì cái vai Kim Đồng này đã gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của thầy Bạch Long ở đoàn Tuồng Cổ Minh Tơ ngày xưa, và duy chỉ có thầy anh Kim Đồng. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Trước tiên thì chú Bạch Long cảm ơn cháu Trường Giang đã thực hiện lại cái vai này. Thực ra cái vai này là cái vai hơi khó diễn chứ không có dễ đâu. Chỉ góp ý cho con một cái này thôi. Mình là tuồng cổ thì khi con đã xử lý cái ước lệ thì đừng có xài sợi dây. Tại vì mình là tuồng cổ thì tất cả ước lệ đi ngựa, mà không có con ngựa mà tưởng như cỡ ngựa, mà không có chiếc ghe còn tưởng là chèo chiếc ghe mà. Nhưng mà phải nói là chúc mừng con đã hoàn thành tiết mục này. Cảm ơn con. Cảm ơn cái gia tộc Tuồng Cổ. Lần này thấy con vô vòng cổ tự tin và nghe được một chút cái mùi ở trong cái vòng cổ, chỉ nhờ con tự tin mà có được cái đó. Theo chú, cái vai Kim Đồng này con cũng còn hơi dè dặt. Tuổi trẻ là phải sôi nổi, nhiều khi không kiềm chế được bản thân thì con lại không bộc phát, nó rõ nét ở cái chỗ đó. Đặc điểm mà chú thông cảm con là diễn viên tuồng cổ, thành ra hát nó cũng không có mà như danh ca mà hát cái lương mà nó tròn rẽ, nhưng mà ăn thua là cái diễn xuất của con. Rồi, cảm ơn tiết mục của con nha. Điều đầu tiên thì cô cảm ơn cái nơi con xuất thân, cũng là cái nơi mà ba cô đã từng đứng trên sân khấu đó hát. Ngày hôm nay Giang đã làm một Kim Đồng rất là dễ thương. Tất nhiên cũng không trách được, trong quá trình diễn của con từ đầu đến cuối nó sẽ có những cái rất là nhỏ các cô chú ngồi đây nhìn thấy. Nhưng mà cái lớn nhất mà cô nhìn thấy là cái máu nghề của con. Cái máu nghề của con được truyền từ gia đình, từ đời này qua đời khác, nó hừng hực lửa. Cảm ơn Trường Giang rất nhiều. Và bây giờ bạn hãy nhận về số điểm của mình nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy năm điểm, chúc mừng bạn. Mịt mờ gió cầu khắp trời đầy hương giao, quân ta đã lọt vào vòng dây giặc thác. Ta đã lọt vào dòng dây giặc thác à. Xin thánh hoàng dựng dạ an tâm, hổ huyệt long đàm lòng không nao núng à. Tướng sĩ ta nhuệ khi ngút trời, lớp lớp hàng hàng không rời tay kiếm. Rập ràng kỵ bộ tướng giao, quyền soi thắt
không cam tàn, ta đánh quân thù bảo vệ quê hương, ta tranh nghĩa chúng ta giang, tổ quốc thiêng liêng, tổ tiên lưu truyền, con cháu là hồng giữ nghiệp ông cha. Dạ 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 dạ. Bệ hạ. Dạ. Thần giỏi giá về tâu, vì đã truy ra mưu lược, giặc của bình tấn công chỉ là kế nghi bình. Nghi bình là dạ. Vậy là thắng đan dương đông kích tay, chờ đánh tượng binh để ta giao động. Đúng. Một mặt là cướp chiến thiền ta, hầu chặn bước lui quân. Chúng ta toàn lực đương đầu, dù tổn thương hào bình, nhưng chúng ta lùi bước bỏ thành thì mất cả non sông. Thế giặc hung hăng ít khó trong đông, xin đừng manh động, ta cần liệu định trước mưa phá chiến lược địch quân. Nếu như để giải đất bình, Lê Nguyên rơi vào tay giặc, ôi Thăng Long rồi sẽ ra sao? Không, không các khanh ơi, bỏ Thăng Long dạ trẫm nao nao, còn đâu Lăng Miếu tổ tông đại diện. Bệ hạ, xin cho thần được mạo muội đôi câu. Được, trẫm cho phép. Người cầm binh giỏi phải biết lượng sức ta với địch. Lượng sức ta với địch. Đúng. Người trị nước giỏi. Khanh cứ nói. Phải biết cân nhắc trọng khinh. Cân nhắc trọng khinh. Nhưng quân ta đang rơi vào thế bất lợi, nên nhớ lời của Thượng Phụ Thái Sư, biết tiến đúng lúc chỉ là người tướng giỏi, nhưng biết lui đúng lúc mới là người tướng tài. Không, ta quyết dốc toàn lực vào trận này. Bệ hạ, vậy thì không khác nào đánh bạc mà dốc cạn túi. Theo binh pháp ấy là thất sách. Là thất sách. Bệ hạ. Không. Dạ 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 dạ. Điều chi? Đội tướng binh cơ hồ tan rã. Kiến xương hầu, Kiệt Xương Hầu đã thọ trọng thương. Đội tướng binh cơ hồ tan vỡ, Kiệt Xương Hầu đã thọ trọng thương. Lôi Tam Quân nghe giới sẵn sàng, ta đích thân nghinh chiến. Bệ hạ. Lời khuyên bao trọng thân vàng, toàn dân đang cần hoàng thượng, chờ thời cơ phán công diệt thù. Tam Quân,
đầu một lại ta đấng hùng anh đạo di thần vẹn nghĩa tròn trung xin sớm lui quân nhưng quê dương đang chờ tướng quân đi đi bệ hạ không còn kịp nữa đi đi bệ hạ đi bệ hạ đi đi bệ hạ võ vệ đại tướng quân danh xưng phạm cự trích xây ra để ta bắt thái tông trận cảnh tướng nước nam ta bảo vệ vua nam người dân việt ta nhìn non sông việt bay đâu xa quên nhau không thích quyền ta giết chết nhà ngươi đuổi theo bắn cự chết bắn Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Sơn, nghệ sĩ Điền Trung, nghệ sĩ Hoàng Hải và nhóm Cascade đã hỗ trợ cho tiết mục của Trường Giang. Con thở một chút đi. Thương quá trời ha. Chỉ nổi cái công phu của cái việc dàn dựng và cái sức lực của Trường Giang thì phải nói rằng rất tuyệt vời. Chỉ có cái việc rất là nhỏ mà nhắc Trường Giang mấy tập rồi, những nhân vật khác nhau, nhưng mà có những lúc đó, Trường Giang ra bộ đó thì ông ưa đưa cái ngón tay như vậy. Cô mong rằng con tiết chế động tác của mình cho nó chính xác. Thí dụ như thế là vai tướng không thể đưa cái tay như vậy. Thứ hai về ca, hôm nay đó là thấy ca tiến bộ hơn nữa. Tiết mục rất tuyệt vời, cảm ơn con. Cái thứ nhất con còn quá nhỏ, mà cái này đó là học cả đời cái nghệ thuật này thì tuổi con là quá tuyệt vời rồi. Từ cái đi ngựa, từ cái chỉ tay, cô rất là nể.
Tại vì cô đã đi với đoàn Minh Tơ cũng 6 tháng, 7 tháng. Tại mà cô cố ý đi qua bên đó để học nghề. Mà cái này rất là khó. Hả, mà nhớ cái tay là quên cái chân. Mà cái khó hơn nữa đó, là mặc quần, mặc áo rồi phải siết lại cho thiệt chặt. Mà như vậy đó là thở không có được. Mà thở không được làm sao hát. Thành ra cô chúc cho con càng ngày càng tiến bộ. Cả dòng họ mà cả đoàn đều hãnh diện về con. Đúng là bạn còn hơi non. Bạn còn hơi non, nhưng mà tôi rất là yêu cái non của bạn. Trong đó tôi thấy cái lửa trong bạn rất là dễ sợ. Và tôi tin là bạn phải giỏi hơn nữa. Tôi nghĩ là Trường Giang đang trên cái đường chinh phục sao nói ngôi đó. Đầy nhiệt huyết với nghề. Giang cứ là phát huy những cái gì, cái thế mạnh của mình. Có lời khuyên thêm, mình tập cái thể lực mình. Cái này là cái ngành tuồng cổ mình cần cái thể lực ghê gớm lắm. Mình chỉnh đốn cái ca mình nó tuyệt vời hơn nữa thì cháu sẽ hoàn hảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý ban giám khảo dành số điểm cho thí sinh Trường Giang. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Hải Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Tại vì Ngọc Giàu mới được ngồi có một lần này, thành ra Ngọc Giàu phải cho 10 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy bảy, chúc mừng bạn. Ta quyết khởi công đã thành chữ nước, chém các nội chung biển đông. Như ta đây không phục tâm hồn, làm sao có hầu tì gió quân ngưng ác. Cấp báo, cấp báo. Điều chi giặc khốn tàn đã kéo đến làng quê, bắt dân chúng phải mò phải... Trời ơi. Nhớ 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 lại, nhớ lại cô, nhớ lại. Giặc khốn tàn kéo đến làng cô, cô. Bắt dân chúng mà muốn tao. Điều chi giặc khốn tàn kéo đến làng thôn, bắt dân chúng với con nạp ngọc ngà châu báu. Đúng rồi, hay quá. Qua chủ tướng, xin chủ tướng điều lĩnh xuất quân cứu giúp chủ công ta. Hận lỗi xâm lăng đi dài xéo quê hương đất tổ. Trời ơi, tiếp nước đi thôi, uống nước vô, uống nước vô. Trời ơi, có sao không? Đây sao không? Ơi, sao không? Hôn quá ơi. Hôn hay gì vậy? Sao này đường cao mà sao mà hôn ngon lành vậy trời? Trời đất ơi, đã tôi nói rồi. Trời ơi, già rồi, lớn tuổi rồi. Đã tôi không có chịu tập cái chuyện này. Tôi đã nói rồi, tôi bị chúng nhỏ nó dụ tôi. Trời ơi, hả? Nó dụ tôi. Nó nói tập đi, nó đưa tôi bộ đồ đẹp này. Tôi thấy đẹp quá, tôi bận vô. Trời ơi, tôi làm bây giờ, tôi bắn lên, nó rớt súng. Bản thân tôi cũng vậy chứ gì. Trời ơi, ta nói nghỉ hát lâu ngày, nó nhớ nghề quá trời. Nó cần muốn quy tụ anh em lại làm cái trích đoạn để cho vui. Mà sức khỏe đâu làm không có nổi. Bởi con vậy... nói sao chứ, con thấy mấy cô chú còn ca hay quá trời à. Đúng rồi đó con. Chính vì vậy á, hôm nay chương trình của tụi con mà nhất định phải mời được mấy cô mấy chú tới đây để diễn với tụi con. Tại sao cô biết không? Sao? Thứ nhất sao? Á là tụi con muốn làm một cái lễ kỷ niệm mấy chục năm đi hát của cô chú. Thứ hai là thật sự tụi con cũng có ý đồ. Ý đồ, đồ gì? Đồ gì? Nói luôn ý đó. Ý đồ gì? Trong mấy cô chú diễn đang tụi con ăn cắp nghề. Mấy cô chú chỉ dạy cho tụi con cái tuần này nha. Thì chỉ dạy rồi, nhưng mà sức khỏe nó không có cho phép. Chị nói vậy nghe sao được?
Sao? Nói như vậy thì còn gì là một kiều trúc phượng của Sài Gòn một ngày xưa nữa. Đúng rồi. Nói cho mấy bạn biết nha. Cô Phượng ngày xưa đó ha, trong cái tuồng ngao sò ốc hến là đóng vai cu cua thì nó duyên dáng dễ sợ luôn vậy đó. Thôi con ơi, cua ghẹ gì rụng càng hết trơn á trời. Anh không giỏi nói Mỹ Hằng nè. Một thời làm mưa làm gió còn qua Bích Phượng đó nghe. Trời ơi, chị ơi, chị nói tôi nghe tôi mắc cỡ thêm nữa. Nè, chị ơi, tôi thì chị đừng có kể. Có người nữa nè. Đâu? Đó, anh Châu Dương nè. Các khách danh có đoàn Phước Trung. Một thời lừng danh khét tiếng. Trời ơi, mấy anh chị đừng có nói nữa, nhắc chi cho nó thêm buồn. Tôi ca không nổi, nhưng mà tôi nói thiệt nha, múa ngon ngay nha. Được. Lấy đảo cổ ra liền, Rồi này nè, tôi ca không đợi anh thiệt. Sáu chục tuổi rồi nha, múa còn ngon vậy đó nha. Sáu chục tuổi mà nhầm gì vậy? 70 rồi nè. Trời. Nhưng mà nói thiệt với bồ ha, nghĩa là 120 chữ của ca một cái một vô chục tuổi rồi. Trời. Ủa cô con nhớ là con coi hàng rầm luôn cái tuồng ngao sọt hết đó, là con nhớ là cô là đóng cái vai là cua đó ha, là hài là chuyên kinh khủng luôn, mà con đâu có nghe cô ca hơi dài đâu. Đúng chung với thằng Dương Huệ sao dám ca. Bây giờ đây là trước u 60 để tôi chỉ ra đi nè. Nhưng mà tôi ca nè, mấy người phải nhắm mắt lại hết nha. Bắt đầu ca nha. Bảo anh giao sáng bài em thay lòng đôi già phụ khó thăm sáng qua lời vàng đã tình cô nghĩa xưa hồ tan theo ra ai tiên thúy chung em đi dèn giờ nhân trách khổ thái nghịch cành trở treo trò đời dấu bê dù không lối đau tạo khang tiếng xấu em mang nhưng đôi với anh em không đối già thay lòng thôi tôi nói thiệt, chị đứa nào ca cho chị mà chị nhé. Ai ca mà chị nhé miệng. Dạ thầy cô nhỏ đây nè. Con ngọc con của anh Châu Dương đi mà. Ngọc à. Dạ. Thường con thấy con đứng ca, sao bữa nay con bận đồ giống đi hát tuồng á vậy? Dạ đâu có, con đi học vũ đạo. Học vũ đạo. Dạ. Ba con nói vậy nè, muốn làm nghệ sĩ thật thụ á, mình phải đâu phải là biết ca là không đâu, mình phải biết diễn nè, mình phải biết vũ đạo nè. Bởi vậy á con mới đi tìm thầy con học đó. Nói thật với mấy anh chị này nè, từ bấy lâu nay tôi để cho cháu nó đi học học thêm nghề nghiệp nào vũ đạo nào diễn xuất, còn mai mốt nó có thể nó thế tôi không. Sẵn bữa nay có các anh chị ở đây nè, tôi cho cháu nó hát thử coi có được không. Con đi học vũ đạo mà con học văn hay võ vậy con? Dạ con đang học trình thức vũ đạo đào võ. Dạ. Nè học đào võ rồi nhưng mà con có thể mình kham nổi cái vai Triệu Thị Trinh không con? Tôi nói cho chị nghe, nói vậy chứ Ngọc nó hát vai Triệu Thị Trinh này là số 1. Sao chị biết? Sao không biết? Tôi đã lén dạy cho nó nè cả tháng nay rồi, đừng có lo. Sao Ngọc? Ngọc được không con? Được không con? Dám được không? Được. Con làm được. Làm được. Nó làm được. Bài phật phơi tu sáng anh hào của trang nhớ lưu mang chi hùng thì dân sao tan lũ quân cứ cướp sang đò cùng dân dân nghi chẳng mang đem máu xuân mình đắp vui quê hương xưa hết bao đêm cứ dân có không ngày nào ta muốn cưỡi con chứ bệnh đáp luồng
sóng dữ, chém các kình giữa biển khơi, chứ không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Bẩm chủ tướng, bọn giặc là về xẻo quê hương, bắt dân chúng cốc nạp ngọc ngà châu báu. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Dạ, giặc chỉ hết đàn bà trẻ nhỏ, bắt đang đinh xuống Mỹ ngoan ngọc trai. Chủ tướng. Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Muôn tàu chủ tướng, lửa ngút trời chúng đốt phá làng quê, mong chủ tướng ra tay cứu giúp. Chủ tướng. Muôn tàu. Lẽ là người lại mắt lắm tay ngơ, nghĩ thâm tình quyết nhục với đại huynh, mà trơ mắt đứng nhìn chúng tạc sát dân đen, để tiếng thét giang trời đầy quốc hận. Chủ tướng. Chủ tướng. Nghe quân cấp báo bên tay ta cấm thù bảo tàng. Muôn dân thân thú thê lương đo đài kiếp người. Sao trần vô đường mắt lắng tay ca. Dùng lại bài kỳ với đánh mũi quân. Tình quyết nhục mắt lấp tai ngơ mặt ngoài kia mưa gió tiếng quang than cao giúp mây trời. Lòng dạ sắt đinh ta đây thề nguyện một lời cùng nghĩa binh phất cờ khởi nghĩa giành lại nước non nhà dầu máu đổ thay. Đại quân lầm đường theo gót lũ ngoại bang, ta đau xót cho người anh cùng quyết thông. Nhưng máu dân rơi là ghi sâu món nợ, đâu thể vì tình riêng mà chung bước trước quân thù. Chủ tướng, muôn tàu chủ tướng, vậy tại sao trong lúc nghĩa binh đang chờ lệnh giết quân thù, cướp nước lầm người lại chần chờ chẳng chịu xuất binh, hay là còn e ngại thương tàn huynh muội? Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, xin chủ tướng hãy ra lệnh tấn công. Chủ tướng, dẫu cho ngàn bão giông nguy hiểm chật chờ, thề quy tâm cùng đấu tranh với phường ngoài xâm. Lòng đau xé lòng là nữ lưu đầu thuộc anh, ta quyết liệt thủ chung. Bất mấy dương cao một con cờ đào dậy lòng nhi nữ, ta quyết xông pha lặng tên mũi dao đánh đuôi xâm lăng, giữ gìn bờ cõi xua áng mây đen, bước xiền nô lệ giành lại quê hương một màu tươi thắm. Lửa chung lòng ta thắp sáng cho bầu trời Nam tươi đẹp. Trình tôi xin khắc lại tình nhà, vì non nước giết trợ quân xâm lược. Giết trợ quân xâm lược. Trên tấn bay. We'll be right back.
hay quá. Trời ơi, cô làm cảm ơn cô dạy cho hay quá. Thấy chưa? Dạ. Ông Dương, lại chúc mừng nó đi. Ba, con gái hát hay quá trời. Ba, con làm được cảm ơn ba. Ba rất hạnh diện vì con. Mọi người ơi, con tôi đã làm được rồi. Chúc mừng Dương, đã có người nói chúc nghiệp mừng rồi. Chúc mừng anh, có người nói nghiệp rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Cẩm Ngọc vừa hoàn tất phần thi của mình với sự hỗ trợ của một lực lượng vô cùng hùng hậu. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự đóng góp, hiện diện hết sức quý báu và giá trị này của các cô chú, các nghệ sĩ tiền bối. Trước tiên thì anh xin cảm ơn tác giả và cái người dàn dựng cho em cái kịch bản này. Thật là hoành tráng, thật là đúng với cái nội dung mà Sao Nó Ngôi trong cái tập cuối này, tập chung kết. Và hôm nay anh rất là khâm phục em đã vượt qua 12 vòng thi để đêm nay em tỏa sáng trong chương trình Sao Nó Ngôi. Và hôm nay tiếng hát của em rất khỏe, mà hôm nay thì em lại làm đào giỏ, mà cái áp lực khi mà mặc cái bộ đồ lên mà để ca hơi dài, nó làm cho cái hơi của mình mất đi ít nhất 30% giọng hát. Nhưng ngược lại hôm nay em lại ca quá tốt. Đứng về mặt kịch bản á, thì cái người viết kịch bản này cực kỳ thông minh. Trong một cái khoảng thời gian ngắn á, mà mình đưa một cái hoành tráng vào thì hơi khó, bởi vì rằng là cái hoành tráng nó phải có cớ. Tuy nhiên đùng cái mà đưa lên á, thì nó thành ra buồn cười. Nhờ đây các bạn tìm ra cái cớ để đưa lên rất là khéo. Cái giọng ca của em cất lên là nó không có chìm vào những cái giọng ca bậc. Mặc dù là những cái người mà chung quanh á, phụ diễn cho em, thật ra họ rất là giỏi chứ không phải là gì. Nhưng mà cái giọng ca của em vẫn nổi. Cái đấy là cái khó, mà cái đấy là thực sự là nối ngôi thật đấy, chứ không phải đây mình diễn cái điều ấy đâu. Thì đúng là cái giọng ca của em nó bật lên. Em hát cái giọng rất tốt, rõ lời, cái dàn dựng có tính toán, có sắp xếp, hoành tráng, rất đẹp, quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn Danh ca Phương Dung. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng biết số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Thường lệ chín suối ta đã ôm về, Dương Gia Phong thề mở chiến đi. Bơ cao hoài đức, giả mi làm danh tướng, sao chẳng biết giận thời. Ta bảo cho đầu nam đường mi sẽ được công hầu, còn phò tống thất thì đầu rơi khỏi cổ à. Dư Hồng chớ lấy mùi thơm mà nhớ, nhớ sao đặng thần ngư. Bắt được ta rồi, muốn giết
muốn chém mắt tình. Đừng nay mi dắt vào, mai lại dẫn ra, làm nhẹ thể cao da hoài đức. Đức ơi, đức ơi, giết mi ta chẳng giết, mà tha ta lại không tha. Nay ta dẫn vào, mai lại dẫn ra, ta mắng chửi Tống Dương khôn giận. Miệng khoe như pháo nổ, giờ lạc hạ giới tiền. Được rồi, ta sẽ dụng phép tà cho gã cuồng điên hồi Tống Thất nhục quân Mã Chủ. Nam mô vô lượng thọ Phật, án thiên, án địa, hồ võ, hồ phong, tốc triệu âm binh, đồng lai thỉnh lệnh hồ. Dòng tam vị linh quỳ lệnh thầy sai cắt tóc ra đi, lệnh thầy triệu mau mau trở lại là hỡi ôm mình ơi. Hoặc ca hồn ở cây xanh cây da, hoặc hồn ở cành tung này cội thọ, hồn chớ thấy các gầy hồn bỏ, hồn chớ thấy các gió hồn chê, dương gian là cảnh âm phủ là quê, chưa mang trăm mang số thì về, lai gặp bổn thân lai quên bổn thể. Triệu mê quỷ có điều chi không mà quốc sư? Bản quốc sư triệu u mê quỷ về đây, cậy nhà gã cầm binh đánh giặc. Đánh giặc? Mô Phật, mô Phật, quỷ xưa giờ ở cây cao bóng mát, quỷ đâu có biết cầm binh đánh giặc bao giờ. Kêu quốc sư quỷ về, kêu quốc sư quỷ về. Cãi quốc sư, sư đánh cả ấn ngũ lôi là tan tử bây giờ. Mô Phật, mô Phật, mô Phật. Nhưng bản quốc sư không để là u mê quỷ, ta sẽ phong chức tước, cải danh diệt tánh cho mi. Nghe đây, phong cho mi chức hiền hầu đại nguyên soái,
đổi tên là Cao Hoài Đức. Cao Hoài Đức. Hoài Đức là ta kia mà. Nghe ta dạy đây, cấp cho ngươi 10 vạn binh hùng, ra chiến trận sát Tống Dương khuôn giận. Dương quân Gia Hảo. Hô đẹp. Được rồi, bản quốc sư sẽ cấp mã thương cho nhà mi xuất trận. Hay. Trước tiên, Bạch Long xin trân trọng ngưỡng mộ
kính phục một dòng họ, một gia đình vẫn còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội cho bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Con ơi, con làm chú khóc. Chú nhớ tới cô nghệ sĩ Minh Tơ, cô nghệ sĩ Ba Kiên, cô nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn đã từng diễn vai này. Con làm chú nhớ lại những hình ảnh của những nghệ nhân trước. Mà chú rất là ngưỡng mộ con ở chỗ là con là lớp trẻ mà con còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội là một điều trân trọng đáng quý đối với chú. Hôm nay con diễn cái vai này, chú nói thật lòng nha, chú chưa hề thấy một cô gái nào diễn vai Cao Huệ Đức. Chú nói thật, hồi nãy giờ chú chỉ xem qua những nghệ nhân trước như chú kể. Những người đàn ông, người ta diễn cái vai này, mà hôm nay con là một cô gái còn rất là trẻ, mà con diễn rất là, phải nói là từ ánh mắt liếc qua liếc lại, từ cái vuốt râu, từ cái xuyến chân, tất cả các cái con làm cho chú khóc, thì không nói gì hơn nữa là thôi, chú tâm phục khẩu phục con, một cô gái vẫn còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội và cái lương tuồng cổ Việt Nam. Đối với Ngọc, diễn một cái vai Cao Huệ Đức này, nhân Bạch Long nói, nó đã quá khả năng của em, như em đã làm rất tốt. Cái điều mà đến giờ phút này anh vẫn còn đau đáu cho bộ môn sân khấu hát bội, đó là chúng ta thiếu cái gì? Cái sự đầu tư. Cái sự đầu tư nó làm sao để cho nó đến với khán giả, nhất là khán giả trẻ, họ phải nhìn bộ môn nghệ thuật hát bội khác hẳn. Không thể là chúng ta đem nghệ thuật ra hát mà chúng ta không chăm chút vào những cái mảng xung quanh. Chúng ta có một viên ngọc, chúng ta cần phải mài dũa để cho nó trở thành là một cái hộp đá có giá trị. Phải nói rằng cô rất là yêu quý và trân trọng những cái vai diễn của con, là bởi vì con còn trẻ quá mà con lại diễn những cái loại hình nghệ thuật như thế này, mà con lại tiếp nối theo cái nghề của gia đình truyền thống, thì cô cũng rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà ở đây, nếu như mình cứ hát những cái tuồng cổ như thế này, có lẽ sẽ không tiếp cận được với những khán giả trẻ mới bây giờ, hoặc là giữ gìn nó cho nó gần gũi với cuộc sống của loại hình nghệ thuật này trên sân khấu. Bởi vì hiện nay nó đang mai một dần đi, và người trẻ bây giờ không ai biết những cái tuồng tích này cả. Chỉ những người còn ngồi đây còn biết được những cái tuồng tích đó. Thì như con là một lớp người trẻ, con tiếp nối cái con đường hát bội này bằng loại hình nghệ thuật hát bội, nhưng với một tuồng tích của Việt Nam gắn liền với lịch sử của Việt Nam, và nó sẽ dễ tiếp cận với lớp trẻ của Việt Nam hiện nay, và người trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn. Xin được cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh. Và đây cũng chính là trọng trách của Bảo Ngọc cũng như thế hệ trang lứa của em, để làm sao góp phần giới thiệu những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến cho tất cả mọi người. Đó là một sự tự hào và tự tôn của những người con Việt Nam của chúng ta đang đứng trên mảnh đất này. Và bây giờ mời quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho thí sinh Bảo Ngọc. Thưa quý vị, số điểm dành cho thí sinh Bảo Ngọc là 9,6 điểm. Tôi, Hoàng Hải, là nghệ sĩ cải lương. Kính thưa quý vị, như quý vị được biết, chắc hẳn rằng quý vị không xa lạ gì với gương mặt của Hoàng Hải thông qua các chương trình game show hài. Nhưng quý vị ơi, để được đứng trên sân khấu, Hải phải trải qua rất nhiều thử thách. Và Hải còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà Hải bước vào một công ty để xin việc.
Rồi, mấy đứa này là chị nhận việc nha. Cảm ơn rồi, chị. Rồi, nghe mai đi làm cho chị. Dạ. Rồi, mấy đứa là không có đủ tiêu chuẩn ở công ty chị đi về đi. Ủa, sao kỳ vậy chị? Còn ai nữa không? Dạ, con. Dạ, em. Dạ. Ủa? Em chào chị Đào. Em đến xin việc làm hả? Dạ. Đây hồ sơ của em hả chị? Em tên gì? Dạ, em có ghi sẵn trong đó chị. Tôi muốn nghe em nói được không? Còn nếu em nói không được thì em về với mấy bạn kia luôn đi. À, dạ, em nói với chị. Ừ. Dạ, à, em tên là Hoàng Hải, quê ở Tây Ninh. Lặn lội xuống đây, tìm vào đây. Vào đây để làm chi? Em vào xin việc, việc gì em làm cũng được. Nhưng á, em có bằng gì? Dạ. Nếu mà hợp á thì chị giúp liền. Dạ, dạ thưa chị, em có bằng nghệ thuật biểu diễn cải lương. Oh. Thôi, trời ơi em ơi, cái bằng của em vô đây làm cái gì? Em không có hợp đâu, đi về giùm chị đi nè. Dạ, dạ không, em còn một cái bằng nữa đó là bằng kế toán. Kế toán? Dạ. Trời ơi, hay quá, chị mới mướn được đứa kế toán nè em. Ủa, chị ơi, vậy ở đây mình còn cái nghề gì khác không chị? Thì chỉ còn một cái tạp vụ thôi mà mấy đứa kia nó không chịu làm. Tạp vụ là làm gì chị? Tạp vụ nghĩa là em đánh máy nè, photo nè, bưng trà, rót nước, rồi thỉnh thoảng thì em lau dọn văn phòng, đơn giản thôi hả? Ủa, đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Em làm được. Vô làm. Dạ. Wow. Cuối cùng thì một tháng thử việc cũng đã xong. Hải. Dạ. Hôm nay chị thông báo cho em cái kết quả thử việc của em nè. Dạ, kết quả sao chị? Em bị đuổi việc. Ôi chị ơi, bộ em làm không tốt hả chị? Đâu có, em làm tốt nữa là khác kìa. Vậy sao em bị đuổi chị? Tại vì em không biết nghe lời. Chị là sếp của em, chị giao cho công việc của em cho có một thôi mà em dám làm lên tới 10. Trời ơi, em giỏi như vậy, và lỡ một mai sếp ở trên biết được, trọng dụng em, sa thải chị, lúc đó là chị phải sống như thế nào đây hả Hải? Chị ơi, như vậy là em bị đuổi việc. Sau khi bị đuổi khỏi công ty, tôi vẫn luôn cố gắng, không nản chí, và tôi đã trải qua rất nhiều những công việc khác nữa. Giao bánh pizza, phụ hộ, bưng hủ tiếu gõ, mọi thứ. Dạ, anh ơi, cho em xin vào công ty của anh làm nha anh. Dạ anh ơi, công ty em tuyển người mẫu. Anh à, anh ơi, anh cho em xin vào vũ đoàn của anh. Em múa cũng được, em biết múa, em múa giỏi lắm á. Nhưng mà vũ đoàn của anh không có cần người nữa em. Chị ơi, chị cho em xin vào quán của chị làm đi. Em hát, cái gì em hát cũng được hết đó chị nha. Rất tiếc, quán chị đã đóng cửa rồi em. Mẹ ơi, có phải con là một đứa con vô dụng lắm phải không mẹ? Không đâu con trai của mẹ. Mẹ biết lúc này con rất là mệt mỏi. Nhưng con ơi, khó khăn chỉ là thử thách, rồi đây nó sẽ là hành trang cho con vững bước vào đời. Phải, mình đã từng có ước mơ, mình đã từng mong muốn phải được thực hiện. Mình phải mạnh mẽ lên, rồi đây ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Mình sẽ được đứng trên sân khấu. Đường xa lông ngóng
lời vàng đá, ta được yêu nhau như lời giao ước có ban đầu. Ta không muốn đôi mắt của mình dâu phải đồng giọt lệ sầu. Là tôi thích cái cách vào chuyện của bạn. Bạn là nghệ sĩ cải lương, bạn xác định như thế. Và rõ ràng là bạn hiểu cái loại hình này nó truyền thống nhưng mà nó hiện đại như thế nào. Trong cái diễn tiến của câu chuyện đó, rõ ràng là bạn đã cố gắng hết sức mình để bạn giữ được cái ước mơ đầu tiên của đời mình. Trước đây thì cái giọng của Hải nó ấm hơn. Có lẽ là một thời gian dài khi mà bạn giữ ai đó thì bạn làm cho cái giọng của bạn nó bị tưa. Cố gắng để mà giữ giọng nha. Dạ, rất cảm ơn bạn. Cô. Cái tự sự của bạn Hải nãy tôi thấy rằng tôi chia sẻ lắm. Tiếp một bạn tôi nghĩ rằng rất hoàn chỉnh. Giọng hát bạn tôi nghĩ rằng tốt đó. Nhưng mà cố gắng. Hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục trong chương trình Sao Nó Ngồi và đạt điểm cao. Cảm ơn bạn. Tôi rất thích cái đoạn mà bạn là người thanh niên năng động. Nhưng mà nên nhớ, mình là nghệ sĩ hát cải lương nha. Diễn gì diễn, khi hát phải chạm vào trái tim của người ta. Thì cái đoạn đầu trước khi vào vọng cổ, ca phải chắc. Mình hát bài bản lớn, bản nhỏ gì cũng phải chắc. Rồi lúc vô vọng cổ cũng vậy nữa. Cái cách mà em hát bữa nay đó, em áp dụng vô cái cách hát của em, tự em làm khó em. Đâu có cần phải hát những cái nốt cao làm cái gì. Vọng cổ là biến hóa. Mình có thể hát đủ mọi cách hết. Nhưng mà phải nói rằng hôm nay đó về kỹ thuật đó là con rất là tuyệt vời. Bây giờ chỉ có dưỡng sức để mà đưa cái hơi thật của con để mà cống hiến cho công chúng khán giả để cho người ta vui lòng. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. 9,75. Danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Phú Quý chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,6. Chúc mừng bạn.